trở trước thực trạng ngày càng có nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra. Và với niềm yêu thích công nghệ của mình, năm bạn trẻ đến từ trường Đại học Bách Khoa và Đại học Ngoại thương Hà Nội đã sáng tạo ra một bảo hiểm thông minh. Sáng tạo mới này đã được rất nhiều người chấp nhận, giúp chắp cánh cho ước mơ của các bạn sinh viên trẻ hiện nay. Chỉ với kích thước khá nhỏ, nhưng thiết bị mũ bảo hiểm thông minh đã vượt qua rất nhiều ý tưởng sáng tạo khác để giành giải nhất chung cuộc trong cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai, một trong những cuộc thi khởi nghiệp nổi tiếng nhất dành cho sinh viên. Tiện ích mà thiết bị này mang lại cho người dùng không chỉ cho phép nghe gọi điện thoại, đọc tin nhắn khi đang đi đường, mà đặc biệt hơn là giúp phát hiện sớm các trường hợp tai nạn để cảnh báo cho người thân. Khi người sử dụng gặp tai nạn chẳng hạn, thì chiếc mũ bảo hiểm sẽ gửi tin nhắn về cảnh báo tai nạn về cho người thân người sử dụng. Từ đó thì người thân sử dụng có thể có các phương pháp để gọi là xử trí cái tình huống đó. Ví dụ như là họ có thể gọi lại. Thì bọn em có tích hợp trên thiết bị này một cái thiết bị thông minh có thể nghe gọi được ngay lập tức ở trên này luôn. Nhờ thiết kế có dáng trụ tròn gắn vào phần chân đế cong có thể bám dính sát vào thân mũ bảo hiểm. Phần loa, mic, hình tam giác có thể gắn gọn vào một bên quai, mũ, cạnh tai người đội, cho phép họ nghe gọi và xem tin nhắn qua giọng đọc của Google. Chỉ bằng việc ấn nút trên thiết bị ngay khi đang đi ngoài đường mà không cần rút điện thoại ra. Chức năng của nó rất đơn giản, nó có khả năng tự động kết nối với thiết bị thông qua phương thức Bluetooth. Sau đó thì mỗi khi mà người dùng gặp tai nạn thì thiết bị sẽ gửi cảnh báo đến ứng dụng và ứng dụng sẽ làm việc còn lại, đó là thông báo điều người dùng bị tai nạn đến người thân. Có ý tưởng nhưng để nó trở thành sản phẩm hoàn thiện như hiện nay thì không phải là điều dễ dàng thực hiện, mà chính là nhờ vào sự nỗ lực làm việc miệt mài trong nhiều tháng của tất cả các thành viên. Bởi việc khởi nghiệp đã khó và sinh viên khởi nghiệp lại càng khó hơn. Và giải thưởng và số tiền mà nhóm giành được thông qua cuộc thi này chính là động lực to lớn để giúp Mubahi vững tin trong con đường khởi nghiệp của mình. Mubahi đã giải quyết một cái vấn đề xã hội rất là tốt. Và cái ý tưởng của các bạn ở đây thì cũng là một cái ý tưởng mà sáng tạo đột phá ở trong các startup hiện nay. Về cái việc làm việc của Mubahi thì tôi đánh giá rất là cao. Bởi vì họ là những con người mà người ta rất là tâm huyết với sản phẩm của mình, ăn ngủ cùng với sản phẩm. Ở không gian làm việc chung BKH thì tôi nhìn thấy các bạn ý làm việc bất kể ngày đêm. Trong thời gian tới thì chúng em dự định là sẽ tiếp tục nghiên cứu cái phần công nghệ, cái phần nguyên lý hoạt động của sản phẩm để nó hoạt động tối ưu nhất và ổn định nhất. Tại vì đó là tính năng an toàn nên là chúng em mong muốn cái độ chính xác của nó phải lên rất cao. Bằng sức trẻ, niềm đam mê và sáng tạo không ngừng, Mubahi đã biến ý tưởng thành hiện thực. Qua đó không chỉ mang lại những tiện ích cho cộng đồng mà còn tạo động lực cho các bạn sinh viên khác để phong trào khởi nghiệp trong học sinh sinh viên ở Việt Nam ngày càng sôi nổi và thành công hơn.